Tôi tên là Bạch Huệ, tôi năm nay 59 tuổi, tôi ở quận 2. Sự thật thì lúc đầu nghe cái chương trình này á, con tôi nó kêu tôi đi học, mẹ đi thử đi 3 ngày xem sao, tôi không chịu đi. Tôi nói rằng là trong cái cơ địa của mẹ đó, thì 25 năm nay á, cứ duy trì đường huyết từ 150 cho tới 200. Mà mẹ ăn ở nhà đó thì vẫn có ăn rau, vẫn trộn xà lách, cà chua, vẫn có củ hành, vẫn có gà, vẫn có thịt bò, vẫn cái này kia nọ cho cái chất dinh dưỡng nó có sức khỏe. Thì mình thấy cứ duy trì trong khoảng đó được rồi, cho mẹ đi học làm gì. Nhưng mà con gái nó nói rằng là mẹ cứ đi đi, tại vì đi dưới đây đó mẹ không cần phải dùng thuốc nữa. Tuy mình ăn như vậy nhưng phải dùng thuốc. Mỗi một ngày như vậy là sáng là uống một viên Jamicron 60mg, một viên Glucophan 500mg và một cái Covaxin tim huyết áp 50mg. Thì mới gần 3 tháng nay đó, thì khám bác sĩ thì bác sĩ nói duy trì cái đường huyết này hoài đó cũng không tốt nữa thì nó sẽ hại cho cơ thể, nên bác phải chích Mista 30 mỗi một buổi sáng, như vậy là chích 10 IU. Cho nên tôi nói con nó cứ nói hoài thôi đi. Mà xin nói thật rằng là cái ngày đầu tiên á, tôi tới tôi thấy an toàn là rau không, tôi muốn khóc luôn. Tại vì cái cơ thể của mình hồi nào tới giờ không ăn được như vậy. Cơm tôi nhịn được, nhưng mà phải cho tôi ăn có cá, có thịt, có rau. Thành thử ra về bữa đó cũng buồn lắm mà cũng khóc thầm. Nhưng mà nghĩ lại thương con mình, muốn sống với nó. Tại vì tôi có một đứa con gái thôi và có một đứa cháu ngoại, cho nên muốn sống với nó phải cố gắng. Mà tôi thấy là ba ngày nay tôi không uống viên thuốc nặng á, nhưng mà cái sáng ngày đầu tiên á, tôi ăn một bữa ăn đó thì tôi đo là có 122 thôi, nó xuống vậy đó. Rồi xong cái lúc dao động nó chiều tối này kia nọ thì sao nó nhảy lên tới 209. Hoang mang không ngủ được, lo. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng là đỡ một cái là mình không uống viên thuốc nặng hết. Thành thử ra nếu mà nó có cao thì nó bị dao động trong thời gian mình từ cái lối ăn của mình á, nó chuyển biến xuống cái lối ăn khác, thành thử ra nó đè nén xuống, cho nên phải có thời gian. Nhà thì như vậy tôi thấy rằng là tôi rất cảm ơn bác sĩ, thầy Bi với lại các chương trình, các anh chị ở đây động viên cho tôi để tôi cố gắng tôi ăn được. Có cái ngày thứ hai là tôi ăn được, cái ngày thứ nhất tôi muốn khóc luôn.